Ăn kèm với miếng rau găm. Rau găm ngon. Ôi cái trứng này lột cá ngổ vậy. Như Huyền xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Như Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức hột gà nướng theo yêu cầu của khán giả. Thì hột gà nướng hôm nay Huyền sẽ chấm với muối, tiêu, chanh ớt nha cả nhà, siêu cay luôn, cả nhà thấy hấp dẫn không? Đó. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn hột gà nướng theo yêu cầu của khán giả với Huyền nha. Hột gà. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Huyền lột ra mời cả nhà nha. Wow. Ngon quá. Cả nhà coi nè. Hột này, hột gà nướng này Huyền mua nha cả nhà. Một trứng như vậy là 6.000 nha. 6.000 một trứng. Huyền mua 10 trứng. Bữa nay Huyền quay ban đêm cho nên Huyền mua có 10 trứng ăn được nhiều ăn chứ ban đêm ăn nhiều nặng bụng. Đấy, Huyền mời cả nhà nha. Chấm vào muối tiêu. Lăn lăn xe xe. Mới tả thôi mà cảm giác nó ngon. Chảy nước miếng cả nhà. Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Muối tiêu nữa cả nhà. Mà ta bỏ tiêu vào đây nè. Nó cay. Cay quá cả nhà. Cay. Thấy cái này chua chua. Hơi cay nha. Nó ngon. Khó tưởng. Kèm miếng rau găm nữa nha. Xuất sắc. Ớt nhiều quá cả nhà trai. Chẹt chẹt mua tiêu vô đây. Rồi. Mà cả nhà nha. Cực kỳ ngon. Hết một trứng cả nhà. Cái hột gà này nè cả nhà, người ta nêm gia vị vô đây á, nó vừa ăn rồi nha cả nhà, cho nên là chấm vào đây thì nó có hơi mặn chút á. Ngon. Ăn kèm với miếng rau găm. Ngon sắc nha cả nhà, ngon. Chấm nước chanh nha cả nhà. Ngon ha. Cái muối tiêu này nó cay quá cả nhà coi nè. Nó siêu nhiều quá. Nó ngon thiệt mà nó cay. Lâu quá Huyền không ăn cay, giờ ăn lại cay, ăn nổi luôn cả nhà. Cay uống nước đã. Trứng thứ ba nha cả nhà. Trứng thứ ba. Muối tiêu nè. Muối tiêu nè cả nhà. Chấm nè. Vừa ăn đúng không? Khỏi cần chấm muối tiêu luôn. Chấm vô nó hơi mặn. Hơi mặn. Chấm không? Lại cho ăn vô trong miếng nè. Ăn không nó vừa ăn.
Hai bạn uống nước đá lạnh đã. Ở mặt cái hộp gà này nướng đó cả nhà, sao nó có cái vị đen đen vậy ngộ cả nhà nè. Cả nhà thấy không? Nó đen đen vậy là nó bị gì ta? Là do anh ta quậy món gia vị vô phải không? Đây nè, gia vị vô vậy. Nó có đen đen, chắc vậy quá. Huyền không biết cả nhà. Nhưng mà rất là vừa ăn. Ăn kèm cái cao găm ngon cả nhà. Đã. Ăn trứng thứ ba. Muốn ngán này cả nhà. Bây giờ Huyền mời cả nhà tiếp rồi. Trứng thứ tư. Trời ơi. Sẽ lột cho nó dễ. Trứng thứ tư nha cả nhà. Thịt. Không biết phải không? Ôi cái trứng này lột cá ngổ vậy. Nè cả nhà. Bên đây nó có cái giống như chồng vàng nha. Xong qua đây cái nó có màu xanh đen. Đây. Cái ở đây cái nó có thêm cái muối tiêu á, là lai giống như là cái trứng cút vậy cả nhà. Nè cái màu á. Nó cái màu vị tiêu tiêu ha. Chấm bi bi được ha, giống trứng cút ha. Rồi cuối cùng cái trứng gà này nó có ba màu nha cả nhà. Màu vàng, xanh đen. Rồi bông trứng cút. Độc lạ cả nhà. Để Huyền ăn cái chỗ màu vàng này coi coi nó như thế nào nha. Có màu vàng trắng ra trong màu đen nữa nha. Cảm giác no mà nó ở luôn. Nó cũng giống như cái bên đây cả nhà. Bên đây hồi nãy mình ăn bình thường nha. Cũng y chang nhau vậy. Mà tại sao bên đây nó màu vàng ngon không? Cái cảm giác ăn nó sực giống như câu câu vậy nè. Ngon. Sực. Thơm nữa cái này. Hồi nãy ba trứng đầu tiên ăn mà quên nhận cảm giác. Trứng thứ tư mới nhớ nhận cảm giác. Thơm ngon. Thơm à. Ngon. Ăn cái no cái muốn ngán mà mới biết nhận cảm giác. Được. Ok. Nó thật nó giống như dâu câu rồi. Dùng bốn trứng này cả nhà, ăn bằng đêm. Nhá. Uống nước này cả nhà. Bây giờ Như Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Hôm nay Huyền ăn hột gà nướng theo yêu cầu của khán giả. Cả nhà có yêu thích kênh của Trần Ngọc Như Huyền, cả nhà đăng ký like, share, ủng hộ cho Huyền nha. Như Huyền xin bye bye.